Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, chủ trì đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án bờ kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ tại hai phường Ba Láng và Lê Bình. 10 hộ dân bị ảnh hưởng tại gói thầu số 4 tham gia đối thoại, nêu lên nguyên nhân chưa nhận tiền và cho mặt bằng là do giá bồi hoàn còn thấp. Công tác xét nền tái định cư cần xem xét đến điều kiện, nhu cầu thực tế của người dân bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Lãnh đạo quận Cái Răng chỉ đạo các ngành chức năng liên quan rà soát, xem xét hồ sơ thủ tục pháp lý bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tham gia đối thoại lần này. Tiếp tục vận động tuyên truyền các hộ dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong việc thu hồi đất, xây dựng các công trình dân sinh, sớm cho mặt bằng cho đơn vị thi công.